Cô lừa tôi đúng không? Cô hại anh em tôi đúng không? Em xin lỗi. Im! Cô có biết vì cô mà anh tôi đã phải nằm viện không? Hả? Thằng mù dở giật dây cô đúng không? Quyết! Em xin lỗi. Cầm mồm! Tôi yêu cô như thế, hết lòng với cô như thế. Hai lần trước tôi đã bỏ qua cho cô rồi, thế mà cô vẫn tiếp tục cô lừa tôi như thế này. À! À! Bình tĩnh. Cút! Ở đây không có việc không? Anh trai cậu bảo tôi đến đây tìm cô Tuyết. Đấy là lệnh nên tôi phải làm thôi. Anh Hồng biết những việc cô Tuyết đã làm. Nếu cậu đã ở đây rồi, giao cho cậu xử lý. Không thấy đang làm đấy à? Làm tiếp đi. Hay ta để cô ta đi. Tôi muốn có người bên cạnh Dũng Kính để cung cấp thông tin. Nếu cô tìm được thứ gì có giá trị, hận thù hôm nay coi như bỏ qua. Rốt cuộc thì tôi cũng vẫn là kẻ phản bội. Ở bên anh Khương cũng vậy. Mà ở bên Dũng Kính cũng thế. Đó là con đường cô chọn. Nếu tôi từ chối thì sao? Cô biết là hậu quả đấy. Bảo thì làm đi. Bây giờ sao? Đi uống rượu đi. Nói lại giả thiết của cậu cho đồng chí Long đi. Dạ vâng. Tuyến đường màu đỏ này chúng ta đã quá quen thuộc. Trước đây được mệnh danh là cung đường buôn lậu, nhưng hiện tại đã được kiểm soát chặt chẽ bởi các trạm cả lưu động lẫn cố định và lực lượng phối hợp công an biên phòng. Nhưng thời gian gần đây, chúng cứ đi qua đi lại trên tuyến đỏ này. Chính vì vậy, chúng em nghi ngờ, rất có thể đây là động thái dương đông kích tây ạ. Anh muốn chúng ta phân ra. Hồi cậu chưa về huyện, tôi có phụ trách lực lượng liên ngành đánh bắt được một lượng ma túy lớn vận chuyển theo cung đường màu xanh này. Từ đó trở đi, bọn chúng không dám qua lại con đường này nữa. Vâng, chính vì vậy chúng em mới nghi ngờ đấy ạ. Khả năng này không cao. Tuy nhiên,
Tôi cũng sẽ lập một nhóm để kiểm tra một lượt cung đường màu xanh này. Phải đấy, cần tắc vô anh ấy. Nhóm của tôi và cậu Quốc sẽ lo cung đường màu đỏ. Còn nhóm của cậu kiểm tra rà soát lại toàn bộ con đường màu xanh, huy động toàn bộ lực lượng bằng mọi giá không cho ma túy rời khỏi bản mộc. Rõ. Bán 3 kích trắng, mua 3 kích tím. Đi theo tôi. Từ từ đã, để chờ mỏi chân lắm rồi. Chị đi. Lượn. Khả năng tôi vào kia dễ là bị xử. Nhớ ngày này thắp cho tôi một nén hương nhé. Thế thì mình té luôn chứ mình vào làm cái gì? Té đi đâu? Đùa thôi, chết thì chả chết đâu. Nhưng mà khó toàn thây. Nếu tôi có làm sao thì đưa tôi đi bệnh viện. Nặng quá thì xuống bệnh viện huyện. Biết chết mà vẫn lao vào, khác gì viêm phổi vẫn hút thuốc lào như điên. Đời mà, cái gì đến nó sẽ đến. Xong việc thì té luôn đi, đừng để cho thằng Khương nó biết đấy. Sự cố ngoài ý muốn thôi mà chú. Quân già giao cho tao quản mày. Mày làm hỏng việc, tao phải chịu. Cho nên mày phải ăn đòn. Chúng mày, mày chết đi, tao chịu. Nhóm tội phạm ma túy Tam Giác Vàng, chú ý tía bản mây. Có một chuyến hàng lớn được đưa đi chót lọt. Cậu thấy Hồng là người thế nào? Người này sẽ giữ một vai trò gì đó. Chính là Lê Toàn, ông ta là tay cụm cán số 1 ở bản Ngọc. Thấy hai anh em một ông sống nghĩa khí, tình cảm. Nói là làm, không lắt lẹo. Ai sai mày giết tao? Mọi thứ cứ đến cùng, cứ như có một âm mưu. Liệu có thế lực nào ép công ty của anh làm theo ý họ? Quân già sắp quay trở lại bản mây. Để lấy bằng được bản mây, đấy là địa bàn tốt nhất mà chúng ta có thể phát triển được. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi. Không được một con tàu. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Thứ tốt để cho tướng qua sông. Tôi sẽ cùng các đồng chí trực chiến 24/24. Tuyệt đối không để cho đối tượng nào chạy thoát.